Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu giỏ sách dạng lưới xinh xắn như thế này ha. Mẫu này của mình nó sẽ có chiều cao tầm khoảng 40cm không tính quai. Họa tiết ở trên thân túi sẽ là dạng lưới với hai quai như thế này ha. Mẫu này thì các bạn cũng có thể đeo trên vai hoặc là xách tay cũng được nè. Hoặc mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích, thay đổi kích thước của phần túi của mình ha. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Tùy vào size phần đáy túi mà các bạn cần móc ha, các bạn sẽ móc lên cho mình một dây móc xích sao cho nó bằng với cái độ rộng của phần đáy túi mà các bạn cần. Đối với size này mình sẽ móc lên tầm khoảng 25, nên xích đầu tiên của mình gây nên tầm khoảng 52 mũi móc xích. Lưu ý xích đầu tiên khi gây nên, các bạn sẽ tính làm sao cho tổng số mũi xích của mình khi chia cho 3 sẽ còn dư một mũi ha. Size này mình sẽ móc lên tổng cộng là 52 mũi móc xích. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 52. Khi hoàn tất cho mình được tổng cộng 52 mũi móc xích, ta sẽ có được một cái độ rộng như thế này. Các bạn sẽ đo với kích thước phần đáy túi mà mình cần nè, sẽ tầm khoảng 25cm ha. Khi có được cái độ rộng của phần đáy túi rồi, bây giờ mình sẽ móc lên phần thân túi. Các bạn móc lên cho mình 5 mũi móc xích tính từ cái chân thứ 52 này. 3, 4 và 5. Sau đó mình sẽ móc vào cái chân thứ 52 một mũi kép đơn. Tiếp tục móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Móc thêm vào cái chân thứ 52 đó một mũi kép đơn nữa. Như vậy là ở cái chân móc đầu tiên này mình sẽ có được 2 mũi kép đơn với 5 mũi xích. Tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. Các bạn sẽ bỏ qua cho mình 2 chân móc xích kế bên của cái xích đầu tiên mà mình gây nên nè. Bỏ qua 2 chân và móc vào chân móc thứ 3 một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. Bỏ qua 2 chân móc, móc vào chân thứ 3 một mũi kép đơn. Thì mình sẽ tạo ra được những cái họa tiết dạng lưới như thế này ha, móc tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì ta sẽ có được cái họa tiết như thế này. Bây giờ mình sẽ tăng mũi ở cái điểm cuối cùng cũng như là điểm đầu tiên ha. Móc lên 2 mũi móc xích, sau đó ở cái chân móc cuối cùng nè, thì ban đầu cái xích đầu tiên mình gây nên chia cho 3 còn dư một mũi, thì cái mũi đó sẽ là cái mũi này nè. Móc cho mình vào đó 5 mũi kép đơn liên tiếp ha. Và mỗi mũi kép đơn sẽ cách nhau là 2 mũi xích nè. Tiếp tục lên 2 mũi xích, móc mũi kép đơn thứ 3 vào cái chân móc đó. Lên 2 xích, tiếp tục mũi kép đơn thứ 4. Lên 2 xích, và tiếp tục mũi kép đơn thứ 5 vào cùng chân móc đó. Như vậy là ở cái chân móc cuối cùng này mình sẽ có tổng cộng là 5 mũi kép đơn, tạo ra được một cái độ bo cong như thế này ha. Để không bị lạc mũi thì ở 5 cái chân móc này nè, các bạn dùng kim đánh dấu cho mình vào chân thứ 2. Và chân thứ tư của 5 mũi này ha. Chân thứ 2 và chân thứ tư nè. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến các chân còn lại. Móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó tương tự bỏ qua 2 chân móc kế bên và móc vào chân kế tiếp. Thì khi bỏ qua 2 chân, chân kế tiếp sẽ là chân mà mình móc mũi kép đơn ở phía đối diện nè. Móc cho mình vào đó một mũi kép đơn. Sau đó lên 2 mũi móc xích. Tiếp tục bỏ qua 2 chân, chân kế tiếp cũng là chân mình móc mũi kép đơn ha. Móc vào đó mũi kép đơn. Lên 2 xích và làm tương tự cho mình cho đến hết hàng. Sau khi móc đến cuối hàng mình cũng có được họa tiết như thế này. Móc lên 2 mũi móc xích. Để ý ở cái chân móc ở phía bên này nè, mình có 5 mũi kép đơn vào cùng một chân móc và đánh dấu ở chân thứ 2 và chân thứ 4. Thì lúc này ở cái chân móc đầu tiên mà mình móc á, các bạn sẽ quay ngược cho mình cái đầu móc lại ha. Thì ban đầu mình có gây nên 5 mũi móc xích. 5 mũi này, 3 mũi đầu tiên được tính là một mũi, hai cái xích tiếp theo được tính là khoảng cách ha. Sau đó tiếp tục sẽ là 2 mũi kép đơn nữa. Như vậy là ở cái chân đầu tiên này mình có được 3 mũi rồi. Tiếp tục móc lên cho mình vào cái chân móc cuối cùng đó 2 mũi kép đơn nữa ha. Và cũng cách nhau là 2 mũi xích. Lên 2 xích nè, tiếp tục một mũi kép đơn cũng vào chân móc đó luôn. Lên 2 mũi xích. Kết thúc thì mình sẽ đâm kim vào chân xích thứ 3 của 5 mũi mà mình gây nên đầu tiên nè, tính từ dưới lên ha.
đâm kim vào chân xích thứ 3, móc vào đó một mũi dời. Khi kết thúc mũi dời, kéo dài mũi móc lên một tí, nghiêng cái đầu móc về hướng tay cầm kim móc và guốc mạnh lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại, sau đó kéo cho nó sát lại với đầu kim. Như vậy là ở đầu này mình cũng có được tổng cộng là 5 mũi nè, bằng với kích thước của 5 mũi bên kia ha. Những bạn nào mà sợ lạc mũi có thể đánh dấu cho mình ở chân thứ 2 và chân thứ 4 tương tự như đầu bên này. Thì chân thứ 2 và chân thứ 4 đó nó sẽ nằm hai bên của cái 5 xích đầu tiên mà mình gây nên nè. Tiếp tục móc lên 5 mũi móc xích ha. Khi có được 5 mũi móc xích rồi nè, tiếp tục các bạn sẽ đâm kim cho mình vào các cái chân của mũi kép đơn mà mình gây nên ở cái hàng móc thứ nhất á. Đây là cái chân móc của mũi kép đơn nè, là cái chân móc thứ tư của 5 mũi đó ha. Thì móc vào đó cho mình là 2 mũi kép đơn, và mỗi mũi kép đơn sẽ cách nhau là 2 mũi xích. Lên 2 xích nè, tiếp tục một mũi kép đơn cũng vào chân móc của cái mũi thứ tư ở 5 mũi đó luôn. Như vậy là ta đã tăng được một mũi ở cái cụm này ha. Móc lên 2 mũi móc xích. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến các chân của mũi kép đơn kế bên này. Mỗi chân mình cứ móc một mũi kép đơn vào cái chân móc của mũi kép đơn phía dưới ha. Lên 2 mũi xích nè. Tiếp tục chân kế tiếp cũng móc mũi kép đơn vào chân của mũi kép đơn ha. Lên 2 xích và làm tương tự cho mình cho đến cái chân mà mình đánh dấu bên cạnh. Sau khi đã móc cho mình được cái họa tiết lưới cho đến cái cụm mà mình móc 5 mũi kép đơn vào cùng chân móc cuối cùng nè, thì 5 mũi đó các bạn chỉ cần để ý cho mình hai cái chân móc mà mình đánh dấu thôi ha. Các chân móc còn lại thì cứ móc tương tự như các chân mà mình đang móc. Lên 2 mũi xích nè. Thì ở đây mình sẽ có hai cái chân mình đánh dấu ha. Chân đầu tiên là cái chân thứ 2 của 5 mũi đó, thì tháo kim đánh dấu ra. Sau đó cái chân thứ 2 này móc cho mình 2 mũi kép đơn vào đó. Nhớ là mỗi mũi kép đơn sẽ cách nhau là 2 mũi xích ha. Lên 2 xích nè, tiếp tục mũi kép đơn thứ 2 cũng vào chân móc đó luôn. Như vậy là ta cũng tăng được một mũi ở điểm này. Và cái chân mũi mà mình tăng ở đây nè, là cái chân mà mình tăng của cái mũi thứ 2 ở phía dưới, các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào chân của mũi thứ 2 ha. Sau đó tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Chân kế tiếp chỉ móc một mũi kép đơn thôi. Chỉ cần để ý cái chân mình đánh dấu thôi ha. Lên 2 mũi xích. Đến chân móc tiếp theo là chân mình đánh dấu nè, là cái chân thứ 4 của 5 mũi đó. Thì chân thứ 4 đó cũng móc cho mình 2 mũi kép đơn. Tương tự giống như chân thứ 2 ha. Mũi thứ nhất nè. Và mũi thứ 2. Ta cũng tăng được một mũi ở điểm này. Và cái điểm tăng của mình lúc này là tăng ở cái mũi thứ 4 của 5 mũi đó. Thì ở cái mũi thứ 4 này các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào cái chân móc tăng đầu tiên ha. Thay vì ở chân thứ 2 mình đánh dấu vào chân thứ 2. Còn ở cái chân thứ 4 này mình sẽ đánh dấu vào chân đầu tiên ha. Điểm tăng ở cái chân thứ 2 của 5 mũi đó, ta đánh dấu vào cái chân tăng thứ 2. Còn điểm tăng ở cái chân móc thứ 4 của 5 mũi phía dưới, mình sẽ đánh dấu vào chân đầu tiên tăng ha. Sau đó kế tiếp cũng móc cho mình dạng lưới vào các cái chân móc của mũi kép đơn kế bên. Mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn cho đến chân cuối cùng. Và mỗi mũi kép đơn sẽ cách nhau là 2 mũi xích ha. Chân kế bên cũng móc mũi kép đơn, sau đó làm tương tự cho đến chân cuối cùng. Sau khi hoàn tất cho mình được đến hai chân móc cuối cùng của 5 mũi đó, thì hai chân cuối cùng đó nè, cái chân móc đầu tiên của 5 mũi đó, các bạn cũng móc cho mình vào đó một mũi kép đơn. Mình chỉ cần để ý chân thứ 2 và chân thứ 4 của mỗi cụm thôi ha. Đây là chân đầu tiên nè, thì móc bình thường. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Chân móc kế tiếp là chân thứ 2 của 5 mũi ta móc vào cùng chân móc, thì chân thứ 2 đó mình sẽ tăng mũi, móc vào đó 2 mũi kép đơn. Mũi đầu tiên lên 2 xích và tiếp tục mũi thứ 2. Ta cũng tăng được một mũi ở điểm này ha. Móc lên tiếp 2 mũi móc xích. Đây là cái điểm tăng của chân thứ 2 ở 5 mũi nè. Kết thúc cũng đâm kim vào chân thứ 3 tính từ dưới lên của 5 mũi ta gây nên đầu tiên ha. Nhớ kéo dài sợi len sau đó guốc mạnh lại cho mũi dời nhỏ lại. Móc lên 5 mũi móc xích. 2, 3, 4 và 5. Như vậy là hàng thứ 2 hoàn tất nè. Đối với những bạn nào mà muốn để ý kỹ mũi móc hơn á, thì các bạn cũng có thể đánh dấu cho mình. Ở 5 chân mà mình móc vào cùng chân móc ở cái hàng đầu tiên, thì chân thứ 2 mình tăng mũi và chân thứ 4 tăng mũi.
Chân thứ hai tăng mũi thì mình sẽ đánh dấu vào cái chân móc tăng mũi thứ hai, giống như cái cụm bên này ha. Đây, 5 mũi nè, 5 mũi móc vào cùng chân móc thì chân thứ hai và chân thứ tư tăng mũi. Tăng mũi ở chân thứ hai thì đánh dấu vào cái chân tăng thứ hai, còn tăng mũi ở chân thứ tư thì đánh dấu vào chân đầu tiên tăng ha. Còn chân nằm chính giữa là mình sẽ móc bình thường. Mình sẽ có hai cái điểm tăng như thế này, hai chân đánh dấu. Thì đối với đầu bên này cũng vậy nè. Những bạn nào mà sợ lạc mũi thì các bạn cũng có thể đánh dấu cho mình ở hai chân, hai bên của 5 mũi xích mà mình gây nên đầu tiên. Mình cũng có thể dùng kim đánh dấu cũng được ha. Điểm tăng ở chân thứ hai của 5 mũi thì đánh dấu vào chân tăng thứ hai. Còn điểm tăng ở chân thứ tư thì đánh dấu vào chân đầu tiên ha. Ta cũng có được hai cái điểm như thế này. Hàng móc thứ hai là hàng mình vừa hoàn tất, ta tăng mũi rồi thì hàng kế tiếp các bạn sẽ móc đều và không cần phải tăng mũi. Móc đều tức là mình cứ móc vào các cái chân móc, mỗi chân làm một mũi kép đơn. Ở những cái chân mà mình đánh dấu cũng vậy ha. Móc vào mỗi chân làm một mũi kép đơn và mình không cần phải tăng mũi. Khi mà mình móc ở cái chân mà mình đánh dấu á, thì khi móc cái hàng tiếp theo các bạn cũng đánh dấu cho mình lại vào cái chân đó để ta có thể nhớ được mũi ha. Lên 2 xích, chân kế tiếp cũng móc mũi kép đơn và móc tương tự cho các chân còn lại ha. Cứ móc lên 2 mũi xích, chân móc kế tiếp móc mũi kép đơn, làm tương tự cho mình cho đến chân đánh dấu. Thì khi mà mình móc đến cái chân đánh dấu nè, hàng này mình không tăng mũi ha. Nên không tăng mũi, các bạn sẽ móc cho mình vào chân đánh dấu một mũi kép đơn thôi, sau đó đánh dấu lại cái chân này. Những cái chân mà không đánh dấu thì cứ móc bình thường, mỗi chân làm một mũi kép đơn ha. Đến cái chân tiếp theo mà mình đánh dấu nè, thì chân đó các bạn cũng móc cho mình một mũi kép đơn, do là mình không tăng mũi ha. Tháo kim đánh dấu ra móc vào đó, sau đó đánh dấu lại để mình nhớ mũi nè. Móc tiếp các chân móc còn lại cho đến cuối hàng, sau đó móc thêm một hàng móc tương tự như vậy nữa, tức ta sẽ có hai hàng móc móc đều ha. Sau khi móc cho mình được hai hàng móc móc đều nè, móc đều tức là không có cái điểm tăng là hai mũi kép đơn vào cùng chân móc ha. Đây là cái hàng tăng nè, hàng thứ hai là hàng tăng. Hàng tăng là có hai cái mũi kép đơn vào cùng chân móc. Kế tiếp sẽ là hai hàng móc móc đều. Được hai hàng móc móc đều rồi, hàng kế tiếp tiếp tục tăng mũi. Tăng mũi thì cũng móc lên 5 mũi móc xích. Đến cái chân mà mình đánh dấu thì chân đó sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng cái chân móc đó nha. Kép đơn đầu tiên nè, lên 2 xích và tiếp tục kép đơn thứ hai cũng vào chân móc đó luôn. Thì để ý đây là cái điểm tăng của chân móc thứ tư ở 5 mũi phía dưới. Thì cái chân móc tăng thứ tư á, các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào cái chân móc tăng đầu tiên á, vào cái mũi tăng đầu tiên nè. Tiếp tục các chân kế tiếp không lại là chân đánh dấu thì cứ móc đều, mỗi chân là một mũi kép đơn cho đến đầu đánh dấu bên này ha. Mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn và cách nhau là hai mũi xích. Tương tự cho đến chân mà mình đánh dấu bên cạnh. Sau khi đã móc cho mình được đến hai cái chân móc mà mình đánh dấu bên này nè, thì cái chân móc mình đánh dấu đầu tiên là chân móc mà mình tăng ở chân thứ hai của 5 mũi phía dưới ha. Thì cái chân đó cũng tăng cho mình một mũi ở đây, tức là móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất nè, lên 2 xích và tiếp tục kép đơn thứ hai. Thì để ý cho mình nè, đây là cái mũi tăng ở chân thứ hai của 5 mũi phía dưới, thì cái mũi tăng này các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào cái chân của mũi tăng thứ hai ha. Đánh dấu vào cái chân thứ hai nè. Sau đó các chân mà mình không đánh dấu thì cứ móc bình thường, mỗi chân là một mũi kép đơn. Đến chân móc mà mình đánh dấu thì cái chân đó mình sẽ tăng mũi ha, móc vào cái chân mình đánh dấu là hai mũi kép đơn. Ta để ý ở cái mũi tiếp theo mà mình đánh dấu là cái chân móc của cái mũi thứ tư ở 5 mũi á, thì khi móc hai mũi kép đơn vào đây, các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào chân mũi đầu tiên nhé. Đây, hai mũi thì đánh dấu cho mình vào chân mũi đầu tiên. Chỉ cần để ý ở cái chân thứ tư của 5 mũi này nè, thì đánh dấu vào chân đầu tiên. Sau đó các chân còn lại thì móc cho mình bình thường, mỗi chân làm một mũi kép đơn. Ta cũng có được hai cái điểm tăng. Đến cuối hàng nè, thì cuối hàng cái chân mình đánh dấu cũng móc hai mũi kép đơn vào đó. Và cái chân này là cái chân của cái mũi thứ hai ở 5 mũi. Thì chân này khi mình móc hai mũi kép đơn, ta sẽ đánh dấu vào cái chân mũi kép đơn thứ hai ha.
Hoàn tất được cái hàng tăng này rồi, hai hàng móc kế tiếp tiếp tục các bạn móc đều cho mình. Hàng tăng này các bạn để ý cho mình, hàng tăng là những hàng có hai mũi ghép đơn vào cùng chân móc như thế này. Khi hoàn tất được hàng tăng thì hai hàng kế tiếp móc đều. Tiếp tục là một hàng tăng, sau đó là hai hàng móc móc đều ha. Móc tương tự như vậy cho mình cho đến khi ta đạt được sắp xỉ bằng cái độ rộng của phần miệng túi mà các bạn sử dụng nè. Thì đây là toàn bộ phần thân túi mà mình vừa hoàn tất với chiều cao tầm khoảng 40cm. Thì khi các bạn tăng mũi cho mình ở cái phần đáy túi đi lên nè, mình để ý ở cái phần thân hông ha. Thì khi mà mình tăng mũi từ phần đáy túi đi lên, mình có nói là một hàng tăng, sau đó là hai hàng móc đều, một hàng tăng và hai hàng móc đều. Thì đây là hàng tăng nè, sau đó là hai hàng móc đều và một hàng tăng. Các bạn cứ móc đều như vậy cho mình cho đến khi mà mình đạt được một cái độ rộng. Các bạn sẽ đo cho mình cái độ rộng của phần miệng túi mà mình đang có. Khi mà nó sắp xỉ bằng với chiều cao của toàn bộ phần thân túi rồi ha, thì các bạn sẽ tăng dần cho mình cái khoảng cách của cái mũi móc đều nè. Cái hàng móc đều của mình các bạn có thể tăng cho mình lên là 6 hàng hoặc là 7 hàng, sau đó mới đến là một hàng tăng ha. Thì cái khoảng cách của hàng tăng nó sẽ xa dần. Tiếp tục nè, các bạn cứ tăng thêm cho mình cái số hàng móc móc đều. Cái số hàng móc tăng nó sẽ cách xa hơn một tí để cái phần miệng túi của mình nó không bị quá rộng khi mình tăng lên thêm ha. Đây, ở phía dưới này của mình nè, cứ một hàng tăng thì hai hàng móc đều, một hàng tăng thì hai hàng móc đều. Đến một đoạn nào đó thì các bạn sẽ tăng cho mình cái số hàng móc đều lên. Tức là cái khoảng cách của hai hàng móc tăng liên tiếp á, nó sẽ cách cái hàng này rộng hơn một tí nè, cho cái phần miệng túi của mình nó giảm dần đi chứ nó không có bị quá rộng ha. Ta sẽ hoàn tất được chiều cao của phần thân túi rồi, thì bây giờ mình sẽ tạo cái phần dây quai. Hai bên thân hông mình sẽ có hai cái điểm mà mình đánh dấu là cái điểm tăng nè. Thì cái chân nằm chính giữa của hai cái điểm đó, nó sẽ là một bên thân hông ha. Các bạn sẽ gặp lại cho mình nè, sau đó mình canh chỉnh cho cái phần thân túi của mình. Tương tự cho bên này cũng vậy ha. Hai cái chân móc đánh dấu thì chân nằm chính giữa này nó sẽ nằm ở hai bên. Đây, canh chỉnh cho mình cho phần thân túi nó đều lại rồi. Các bạn sẽ chia cho mình cái phần miệng túi mình đang có ra làm 3 phần. Mình sẽ tạo phần dây quai ở cái phần chính giữa ha. Thì mình có thể đếm tương đương thôi nè. Từ đây mình có thể đếm ở hai khoảng trống liên tiếp. Đây, hai khoảng trống liên tiếp với nhau như thế này. Đếm cho mình vào 1/3 từ ngoài vào trong. Sau đó đánh dấu cho mình ở hai chân móc mà mình có ở đây. Một mặt bên này ha, sau đó đánh dấu mặt còn lại nè. Tiếp tục các bạn sẽ đếm cho mình từ bên trái vào, cũng có cái khoảng cách tương tự như từ bên phải qua ha. Sau đó mình cũng đánh dấu vào hai chân mà mình có. Đánh dấu ở hai mặt nha. Như vậy là mình sẽ có được một cái khoảng để mình tạo phần dây quai nằm chính giữa. Ba phần ha, phần chính giữa nó sẽ tạo cái phần dây quai nè, hai bên có kích thước bằng nhau. Thì khi đã chia được như vậy rồi nè, những cái chân móc mà mình đánh dấu ở bên thân hông, lúc này mình không cần nữa, các bạn sẽ tháo kim đánh dấu ra ha. Tháo kim đánh dấu ở hai bên thân hông. Sau đó mình sẽ móc cái phần dây quai nè, ở cái chân móc mà mình mới đánh dấu. Thì từ đầu cho đến cái chân móc đầu tiên mà mình đánh dấu, các bạn cứ móc đều cho mình giống như cái hàng bên dưới. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn. Điểm đầu tiên lưu ý khi móc lên mình cứ móc lên 5 mũi xích ha. Sau đó chân móc của mũi kép đơn kế bên móc một kép đơn, lên 2 xích. Chân kế tiếp cũng móc mũi kép đơn và móc tương tự cho mình cho đến chân đầu tiên mà mình đánh dấu. Sau khi móc được đến chân mà mình đánh dấu thì tháo kim đánh dấu ra và chân đó cũng móc cho mình một mũi kép đơn. Từ cái chân móc này các bạn sẽ móc cho mình một dây móc xích sao cho nó đạt được cái độ rộng của cái phần dây quai mà các bạn cần. Thì đối với size này mình sẽ móc lên tầm khoảng 70 mũi móc xích ha. Và ở cái xích của phần dây quai này các bạn cũng có thể thay đổi tùy vào size túi mà các bạn sử dụng ha. Mũi thứ nhất nè, mũi thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Khi hoàn tất cho mình được cái chiều dài của phần dây quai, ta nối với lại cái chân móc tiếp theo mà mình đánh dấu, nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng cho phần dây quai. Các bạn có thể canh chỉnh cái xích này ha. Đến đây rồi thì tiếp tục đâm kim vào cái chân mà mình đánh dấu tiếp theo, móc vào đó một mũi kép đơn. Như vậy là mình sẽ có được cái phần dây quai như thế này.
Các chân móc kế tiếp thì cứ móc bình thường cho mình ha. Lên hai mũi xích, sau đó mỗi chân móc một mũi kép đơn và tạo cái phần dây qua cho hai cái chân móc kế bên mà mình đánh dấu nè. Sau khi đã tạo hoàn tất được hai cái sợi dây rồi thì tiếp tục đến hàng kế tiếp, mình sẽ tạo cái độ dày cho phần dây quai. Lúc này các bạn sẽ viền cho mình cái phần miệng túi lại ha. Ta sẽ đâm kim vào cái chân móc của cái mũi xích thứ ba, móc vào đó một mũi móc đơn. Sau đó đến hai chân móc kế tiếp là hai chân móc của hai mũi móc xích, các bạn có thể đâm kim vào khoảng trống và mình móc hai mũi móc đơn vào khoảng trống. Được hai mũi móc đơn vào khoảng trống rồi, chân của mũi kép đơn kế bên móc một mũi kép đơn. Tiếp tục sẽ là hai mũi móc đơn vào khoảng trống. Sau đó mình sẽ móc tương tự cho đến cái phần dây quai ha. Chân của mũi kép đơn thì móc một mũi móc đơn. Khoảng trống thì mình sẽ móc hai mũi móc đơn, móc cho đến cái phần dây quai. Sau khi hoàn tất cho mình đến cái phần dây quai nè, thì ở cái chân móc của mũi kép đơn sát với phần dây quai, các bạn sẽ móc cho mình mũi nửa kép vào cái chân móc đó để mình nâng cao cái chiều cao của mũi móc lên. Móc vào đó một mũi nửa kép nè. Khi được mũi nửa kép vào cái chân móc sát phần dây quai rồi, ở cái phần dây quai này mình đã có được cái chiều cao của cái phần dây quai rồi, có được một cái đoạn xích này rồi, thì để tạo cái độ dày cho phần dây quai, các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi kép đơn vào những cái chân móc của cái hàng xích này. Thì mình có thể lật lại ha, và mình sẽ đâm kim vào những cái chân móc này, móc cho mình mũi kép đơn. Và cái mũi kép đơn các bạn sẽ móc cho mình như sau nè, móc để tạo cái độ dày ha. Ta lấy len và đâm kim vào chân của mũi xích đầu tiên, kéo len. Khi trên kim được 3 đường móc, kéo qua 2 đường trên kim. Lúc này các bạn sẽ giữ nguyên vị trí này cho mình. Mình sẽ đưa cái sợi len mà mình đang cầm trên tay luồn xuống dưới kim. Luồn xuống dưới kim, mình vòng một vòng quanh kim nè. Thì ở trên hai cái chân móc mà mình có ở trên kim, nó sẽ có một cái đường nằm ngang ha. Tiếp tục kéo len qua hai chân trên kim, mình sẽ có được một họa tiết như thế này. Móc tương tự cho các chân còn lại cho đến hết cái đoạn xích ha. Lấy len, đâm kim vào chân móc kế bên, kéo len, kéo qua hai chân lần thứ nhất. Sau đó vòng cái sợi len một vòng quanh kim, kéo qua hai chân lần thứ hai, ta có được họa tiết tiếp theo. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến hết. Sau khi tạo hoàn tất cho mình cái độ dày của sợi dây rồi, mình sẽ có một cái đoạn dây đeo như thế này ha. Có cái độ dày như thế này nè, dễ cầm nắm hơn. Thì tiếp tục đến cái chân móc kế tiếp là chân của mũi kép đơn sát với phần dây quai. Tương tự như cái điểm đầu tiên, các bạn sẽ hạ độ cao của mũi móc bằng cách móc vào cái chân của mũi kép đơn đó một mũi nửa kép. Sau đó tiếp tục viền cho mình phần miệng túi bằng mũi móc đơn ha. Khoảng trống thì cứ móc hai mũi móc đơn. Còn chân của mũi kép đơn thì móc một mũi móc đơn, móc tương tự cho mình cho đến hết hàng ha. Sau khi viền hoàn tất được toàn bộ phần miệng túi cũng như tạo cái độ dày cho phần dây quai, thì phần dây quai nó sẽ giúp mình dễ dàng cầm nắm hơn ha. Mẫu này thì mình cũng có thể tăng giảm size tùy thích hoặc là thay đổi màu để phù hợp với trang phục mà các bạn sử dụng. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công!